Mến chào anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ chia sẻ và review cho anh chị xem thêm một cái mẫu nữa, đó là mẫu máy bay. Mẫu này cũng biến hình thành con robot luôn nha anh chị và các bạn. Trước khi khui hộp ra thì em sẽ cho anh chị và các bạn xem về chi tiết về cái hộp cái ha, để cho anh chị có thể thuận tiện và dễ cập nhật. Chị xem ha. Thì em sẽ cho anh chị và các bạn xem cái mã số của cái sản phẩm này ha. Đây, sản phẩm này có mã số là NO 8999 anh chị các bạn ha. Rồi, bây giờ em sẽ khui cái hộp ra cho anh chị các bạn xem, sẽ review chi tiết về cái sản phẩm luôn, cho anh chị và các bạn có thể biết được chức năng chơi của cái sản phẩm này như thế nào ha. Thì sau khi lấy sản phẩm này ra, cái hộp này ra anh chị và các bạn, thì bên trong nó sẽ có, thứ nhất là cái gì, là hai cái cánh hai bên anh chị và các bạn, hai cánh hai bên và một bánh xe tròn. Bánh xe này lắp dưới này nè anh chị và các bạn. Đây, bánh xe này lắp dưới này ha. Rồi, thì cái cánh này lắp ở đâu? Cái cánh này thì thường mình lắp ở dưới này nè anh chị và các bạn, mình dặn em ta lắp vô đây. Cái này thì chúng ta lắp ở đâu đây? Nó có khớp nè anh chị các bạn, chúng ta lắp vào đây ha. Rồi, cánh này chúng ta xè ra được nha anh chị các bạn, cho xè cánh này ra. Đấy. Rồi, ở dưới này chúng ta xài 3 viên pin ha, nó lắp 3 pin vào, 1, 2, 3 ha. Đây em có pin sẵn nè, chúng ta lắp. Rồi, mà không tắt cho anh chị các bạn xem ha. Thì khi sản phẩm nó hoạt động ở đằng sau này nó có đèn nha anh chị các bạn, có đèn bắn súng ha, rồi nó chạy một xíu nó sẽ biến thành robot này. Đây chị các bạn xem ha, nói chung nó cũng rất là đẹp á. Rồi nó chạy một xíu nó sẽ biến thành súng robot. Đây nó sẽ để đến cái mâm cho anh chị các bạn xem ha. Thì nó chạy một xíu nó sẽ biến hình thành robot. Nhạc đèn led hơn chị các bạn ha. Đây, để chi tiết sản phẩm hơn thì em cho anh chị và các bạn xem khi nó biến hình nè. Thì cái mẫu mã nó cũng đẹp dễ thương ha. Thì nó có đầu hình robot mà. Đó. Hết pin thì chúng ta thay pin nha. Rồi cảm ơn các bạn và anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một sản phẩm mới nha. Xin cảm ơn rất nhiều.